Anh đây có khiếu hài hước, anh có thể làm cho em vui. Những khi em hay mất nước, anh có thể khiến cho em cười. Yêu anh nhanh đi em ơi, có gì đâu mà nghĩ ngợi. Yêu anh đây chắc chắn là anh sẽ không. Thưa quý vị, là tại vì cũng quên lời đó quý vị. Đó, em có cảm xúc mà khi em làm món đó em thấy như sao? Thì em lúc nào mà chả muốn làm mấy cái món ngon cho anh ăn. Thì đó, ăn xong mà anh ốm miếng luôn á. Ăn mốt mình kiểu như là... Muốn ăn không? Không á. Ơi, họ tên đầy đủ của Mie là gì? Thưa quý vị khán giả, họ tên đầy đủ của Mie là DJ Mie đến từ Khmer, đến từ Khmer. What? Ủa cái gì vậy? Thưa quý vị, đọc tên đầy đủ của Mie là Trương Tiểu My. Quý vị, Đà Nẵng. Đà Nẵng. Lớn lên và sinh ra tại Đà Nẵng. Tên của anh Thanh là Oh no. Nguyễn Thị Hồng Thanh. Nani? Rồi tao mới hỏi nha, từ cung hoàng đạo của hai bạn. Sông tứ là sông tử, ta là sông tử. Rồi cung hoàng đạo của Thanh là kim ngu. Hai bạn thường gọi nhau bằng gì? Đó. Nani. Đó. Là hai đứa mình chỉ gọi nhau là Mie. Thanh gọi Mie là Mie. Mie Mi. Còn Mie gọi anh là Móc Cái Phun. What? Được không? Vui. Ủa biết cái tên Móc Cái Phun đâu? Mie gọi anh Thanh là anh. Sợ quá. Sợ quá. Sáu một tập sáu của người còn lại kén anh. Trước giờ làm việc biết mà làm việc nhiều rồi nhưng mà không chịu ăn, tới lúc bắt đầu vô làm việc rồi bắt đầu than đói thì làm sao thì nó mất thời gian rất là nhiều đó, nhưng mà than đói xong rồi chuẩn bị đồ ăn là mất thời gian đúng không mọi người đó, nhưng mà biết trước thì tại sao không chuẩn bị đồ ăn đi, rồi ăn trước đi, ăn no vô đó, tại sao đó vậy đó. Nói chung là không, cái đó là người lớn đầu tính tốt, chào tại tụng măng ké mà. Ai là người quản lý chi tiêu trong nhà? Thưa quý vị khán giả, chúng tôi. Nói nhanh đi, hết thời lượng chương trình rồi. Chúng tôi độc lập về tài chính thưa quý vị khán giả. Vâng, nhưng ngân khố thì một bên. Đúng, tôi làm bên phải và thằng quý vị. Rồi. Nếu như không phải là một DJ và một diễn viên thì hai bạn sẽ làm nghề gì? Mia sẽ bán đồ ăn vặt. Bán đồ ăn vặt lời đó đúng không? Trộn đồ đó, chè trộn đó, tóc sạc tóc trộn đồ đó mọi người. Hồi xưa ở Đà Nẵng là bán là ok lắm, ở nhà bán là xây mấy căn nhà giờ. Trời ơi, xây mấy căn nhà Đà Nẵng mọi người. Đừng có giỡn, bán là nước bán gì bán vàng. Bán bánh sáng chứ có bán vàng đâu mà nói nhà. Ý là Mia rất là thèm ăn vặt, Mia rất là thích mấy cái món ăn vặt, cho nên là nếu mà Mia không làm gì thì sẽ bán đồ ăn vặt. Rồi. Còn trả, làm gì? Trả lời luôn, nếu như Thanh không làm diễn viên thì Thanh sẽ không làm được bất cứ nghề nào. Bởi vì sao? Đó là một cái gọi là từ nhỏ lớn là mọi người, từ nhỏ lớn là Thanh khi mà bắt đầu bước ra đời một cái là Thanh đã xác định được là Thanh chỉ có một mục tiêu thôi, là Thanh phải đi cho bằng được. Và buông, nếu mà buông cái nghề này ra Thanh cũng rất là nhỏ là ớn yếu không? Đâu có khiên được cái gì đâu. Em giờ đi bóc giác là đi phụ hồ, phụ hồ. Người khác thử. 12 năm tiếng Pháp mà không làm dịch viên ơi. Được. Thưa làm phiên dịch viên được. Không được. Hãy đọc một đoạn rap mà hai bạn muốn ngay lúc này. Hoặc nhảy một kêu TikTok rồi bây giờ đọc rap đi ha. Đọc rap một cái bài mà anh mới ra đi mọi người. Anh đây có khiếu hài hước, anh có thể làm cho em vui. Những khi em hay mất nước, anh có thể khiến cho em cười. Yêu anh nhanh đi em ơi, có gì đâu mà nghĩ ngợi. Yêu anh đi chắc chắn là anh sẽ không. Thưa quý vị là tại vì cũng quên lời đó quý vị. Mẹ cắt tóc cho anh Thanh rồi đẹp không? Tỉnh không mọi người? Cắt như nhỏ cháu mới vô chơi vậy đó. Đúng, mặt kem mặt.
đây là cái đôi mà anh thích nhất. Ủa mà sao nó cũng mới tin ở dưới cái đế đúng vậy? Rồi mình mang có một lần chụp hình mà lần hai lần chụp hình à. Mới vậy nhớ anh thấy đôi này nè. Ừ đôi này nữa, đôi này là tên gì ta? Cũng là Air Jordan đó. Thì thật ra là mỗi một cái đôi á là Thanh với Mia cũng mua kiểu như là mỗi kiểu mua cặp gì đó, giống như vậy nè. Đây, hai đứa mang chụp hình, mang đi event. Cho nên là về lúc nào cũng chăm chăm mấy cái đôi dài vậy nè. Nó mới tin nè mọi người. Chân chân lên là lâu. Đôi Mia tặng Thanh nè. Rồi. Cái đế nè mọi người. Đế như cái tấm lô vậy đó. Này gọi là cái tảng băng trôi. Cái ghê không? Lao trở thành là bụi á. Lao cho nó đẹp. Mà cái đôi này là khi nào mới mang? Đi mang công dịp vậy? Công dịp event. Mặc vest em mang đó. Hôm nay Mia sẽ làm bánh rán Pokemon. Bánh rán dinh dưỡng. Bánh rán dinh dưỡng, bữa sáng dinh dưỡng. Đây. Làm này xong mình sẽ kẹp phô mai vào giữa. Cái bột này nó dễ lắm mọi người, mình bỏ xong cái mình lấy nước mình trộn. Mình trộn vô xong cái rồi mình bắt lên chảo là xong. Mình xua nha, lúc mà mới quen nha. Trời ơi, mới quen là nghe hở là một nồi thịt kho bấm rút. Mia gửi qua công ty, trời ơi là công ty ngành rạp hết luôn hả. À, anh Thanh mà xỉu luôn, ăn mà hả 4-5 chén cơm luôn. Dễ sợ không? Xong về nhà anh Thanh nha, Mia cũng làm thịt kho bấm rút. Anh rạp hết luôn. Nhưng mà ngày nào cũng làm cái ngán chết luôn. À em ngán luôn. Em mở ra một cái chuỗi quán ăn. Đồ bầy. Thông cảm cho mọi người ơi. Nói chung là những cái bước đầu tiên nó luôn là những cái bước cháy. Xong rồi. Bánh rán Pokemon. Yeah. Vừa này là phải biết nấu ăn sơ. Để lỡ có đói bụng cái là mình lấy tất cả những thứ trong tủ lạnh ra. Mình làm này làm kia mình cũng ăn được. Chứ không là phải ăn mì gói hoài luôn á. Anh Thanh ăn nhiều lắm đó mọi người, tại vì á không có hấp thụ nên nó là cứ ốm hoài à, chứ không phải là Thanh không ăn. Rồi sao hai cái rồi sẽ có một là tinh thần, ý là tinh thần thôi nha mọi người. Rồi anh ơi đây là quà, món quà em đặt cho anh. Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây. Ôi con không. Cái này làm bún bị cháy nồi luôn. Bún lót chảo hay là làm bánh ngán Doraemon đó hả? Pokemon. Doraemon nó đẹp hơn, còn này Pokemon này nó bị méo. Rồi nó thành bánh cháy rồi. Không có cháy, ăn thử đi. Yummy. Hơi xấu. Bánh hơi xấu nhưng tấm lòng em đẹp. Đâu là tấm lòng. Được không ạ? Được. Ngon. Rất là ngon. Wow. À mà Mia thấy cũng ngon mà không biết Thanh nó ngon không? Ngon. Rất là ngon. Tại tình Mia toàn hay chế món này món kia cho Thanh ăn. Ngon lắm. Thanh mới ốm. Thì đó. Không cắt máy nhả ra nha. Nó là ngon nha mọi người. Thì ngon. Đó, em có cảm xúc mà khi em làm món đó em thấy như sao? Thì em lúc nào mà chả muốn làm mấy cái món ngon cho anh ăn. Thì đó, ăn xong là anh ốm miếng luôn á. Ăn mốt mình kiểu như là muốn ăn không? Không á. Vậy còn món quà của Hồng Thanh dành tặng cho Mia sẽ là gì đây? Hãy cùng theo dõi nha. Mia ơi, đang ngủ hả? Đây, anh vừa làm hoàn thành xong cái thử thách khuấy cho em một ly nước. Rồi thì... Em nghe đâu nó nghe nước sông. Ngủ mà cũng nghe. Nghe đâu nước sông. Nước sông rồi, nước sông, nước mật ong. Đây là nước... bấm cái bên vậy. Anh để cho mọi người đừng có nhầm lẫn. Nhưng mà anh nhầm lẫn thì sao? Anh đã là cái người mà chỉ cho mọi người sao anh nhầm lẫn được, đúng không? Đúng không? Rồi, mong em uống thử và em cho anh một cái nhận xét. Thì quan trọng là mình làm cho cái trà nó thơm, thật là thơm thôi. Thì Mia sẽ, mình sẽ đánh gục được tâm trí của Mia.
Chưa, uống ba muỗng rồi. Nếu mà thường thường là cái muỗng đầu tiên mà không ngon là bỏ liền. Bây giờ uống ba muỗng rồi mọi người. Anh xé cây chanh anh bỏ lại. Chương trình liên mộng chương trình khác với tụi em.